Nhật Vũ xin kính chào tất cả các bạn. Trình kệ của mình hôm nay là một cái món đồ chơi âm nhạc khá là lạ. Nó hoạt động như một loa tàn giải ở phía trước và được trang bị USB thẻ nhớ. Còn ở phía sau, cổng Line In, đây cổng Line In 3.5. Trực tiếp kết nối điện thoại máy tính cũng như là tắt mở volume. Chức năng trên chỉnh qua điện thoại hoặc là USB thẻ nhớ vân vân. Đây. Với cái dàn đèn LED này đổi màu RGB trong buổi tối khá là đẹp nha các bạn. Với chiều cao 21 cm, bề ngang là 15, chiều sâu là 16, hợp bằng gỗ. Các bạn có thể thấy không? Đây, một cái hình nón giống như là của samurai vậy. Đây, theo tham khảo của mình, đây là cái dàn, đây một là Jukebox. Jukebox này, đây Jukebox của hãng Ricatec của Hà Lan, xuất ra thị trường Nhật, dùng điện 100V. Điện 100V nha các bạn, thì chỉ có thị trường Nhật là dùng điện 100V thôi. Và đây là cái Jukebox này, nếu mà là một cái phiên bản chính thức lớn, cái hộp Jukebox lớn á, là tính tới hơn 2.000 đô. Đây là một cái hộp, gọi là một cái hộp âm nhạc. Khi chúng ta ở trong những quán cà phê, những cái quán bar nhỏ hay là những cái khu vui chơi tại Nhật hay trong những bộ phim của Mỹ, thì chúng các bạn có thể thấy bỏ đồng xu vào và chọn bài hát, thì cái Jukebox này sẽ chơi nhạc theo ý của cái người bỏ đồng xu đấy. Còn đây là một cái hệ thu nhỏ của cái Jukebox đó, ngoại hình là y chang luôn nha các bạn, nhưng mà là thu nhỏ lại và được trang bị những cổng kết nối hiện đại với công suất khá nhỏ nhưng mà cái chất âm khá là trong. Với cái loa tàn giải này, cái màn đây, cái màn bằng gỗ nha. Chúng ta hãy thử nhanh vào cổng kết nối điện thoại. Đây volume. Bên đường gọi hoa trinh nữ, hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa, hoa đầu dáng khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi, hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta. Thật là xưa nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa. Jukebox đây, cái loại lớn nè, đây đặt ở trong nhà, trong siêu thị vân vân, hoặc là trong khu vui chơi giải trí, nhiều loại Jukebox khác nhau. Và đây là loại thu nhỏ nha các bạn. Đây Ricatec, các bạn có thể tham khảo. Ricatec này là một cái thương hiệu của Hà Lan. Mã sản phẩm là RR340. Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường. Chúng ta chuyển qua bài nhạc khác. Thank you.
hoa dần. Tôi đi chinh chiến từ khi quê hương thống khổ, gót mòn phong sương từ mùa đông sang hạ, trên cao nguyên lửa loạn hai vùng, chiến trường là nguyên ca chinh chiến. Vọng gác đến trường bâng khuâng tôi nhớ chuyển cổng gạt xuống USB. Đây tín hiệu nhận rồi, rất là nhanh. Qua bài, lùi bài qua bài nè, play stop. Chúng ta có thể tận dụng cổng USB đó để làm USB Bluetooth nha các bạn. Và nỗi thương tiếc mãi trong mơ, ôi cây đắng vô vàn, đêm tàn sầu lai lắng. Stop. Và tận dụng cổng này làm cổng USB Bluetooth rất là tiện nếu các bạn có nói từ xa. Công suất khá nhỏ, tại vì cái ngoại hình cũng rất là nhỏ, rất là gọn các bạn. Và trang trí trong một cái phòng nhỏ cũng rất là đẹp, phòng ngủ vân vân. Đây, chúng ta thử kết nối Bluetooth nha. Đây, MH988. Nếu các bạn kết nối lần đầu tiên nó hơi chậm một chút, nhưng mà những lần sau đã nhớ rồi thì rất là nhanh. Connected. Đấy, đã kết nối rất là nhanh các bạn. Tại vì hồi nãy mình đã từng kết nối một lần đầu rồi. Đối với cái bài nhạc trên YouTube nha. Guitar. Buổi tối nếu mà trong một không gian yên tĩnh thì đây là một sự lựa chọn khá là tốt cho các bạn. Tuyệt đỉnh guitar. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi Hà Nội Nhật Vũ. Hôm nay là cái support với cái cổng kết nối điện thoại USB và có thể tận dụng để làm USB Bluetooth, rất là nhỏ gọn, rất là đẹp và rất là đặc trưng. Khó có thể kiếm được những cái dòng như vậy. Nó một cái món đồ chơi âm nhạc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.